giờ xin được quý khán giả chúng ta cùng vỗ tay để cổ vũ cho các chàng trai và cô gái chúng ta hiện ra. Ban tổ chức ngày hội chúng tôi cũng mong muốn các quý vị khán giả mà có thích nhảy sạp, chúng ta có thể vào tham gia cùng với đội nhảy của các chàng trai cô gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin mời các quý vị đại biểu chúng ta biết về bộ môn nhảy sạp, chúng ta có thể tham gia để cho thêm phần khí thế. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu chúng ta, các quý vị khán giả chúng ta biết về bộ môn nhảy sạp, chúng ta có thể vào tham gia với đội nhảy sạc để thêm phần không khí cho giải thi năm nay. Giao lưu cho trong buổi sáng ngày hôm nay.